nó sẽ ra cái cái màn hình này thì nó hỏi là what will you prime you convey for thì mình sẽ bỏ ở đây ví dụ như là investing hay là trading on convey trading on order exchange thì mình nói chung cái nào cũng được hết thì chỉ để chữ gọi là um, một một mình chọn là investing ok hay là trading on Coinbase thì cái nào cũng được hết mình bỏ là trading on Coinbase xong rồi cái next step đó là mình hỏi là federal regulation requires to ask this question nói chung cái này mình muốn chọn sao cũng được hết nhưng mà chỉ sẽ chọn là investment đi ha Okay. Regulation requires us for this question Thì cái này là tùy theo mình thôi Là mình muốn bỏ sao cũng được hết Nhưng mà cái này là chỉ mình bỏ là sell employee đi ha Giả sử sell employee Rồi bây giờ nó, nó sẽ verify mình Rồi bây giờ nó nói là What total value including your cash crypto That you expect to transfer to your Coinbase account In the next um, 12 months Ý nó nói là uh, Trong cái thời gian sắp tới đó Làm cái tài khoản của crypto của mình á là mình đoán là mình sẽ đầu tư là khoảng chừng bao nhiêu hay là mình giữ trữ là khoảng chừng bao nhiêu trong ngạc account của mình. Cái này thực sự ra nó hỏi để để biết thôi chứ trên thực tế ra nó cũng không có phần gọi là quan trọng cho mấy. Thì chị recommend đối với nhiều người đó là mình sẽ để là khoảng chừng á từ dao à, động từ 1.000 cho đến 10.000 hay là 10.000 cho đến cái số tiền này nha. cái này đa, đa số mọi người thì tùy thân mình thôi. Nhưng mà đối với chị đây là cái tài khoản demo của chị Đó, đây là tài khoản demo cho nên trên thực tế ra cái account này của chị mình chị bỏ khoảng chừng là, là dưới 1.000 thôi. Là, là là như vậy đây là tài khoản demo cho nên Jimmy nghĩ là khoảng chừng 1 ngàn cho đến 10 ngàn thôi là maximum của Jimmy thôi là đây là cái tài khoản demo các bạn nhớ chọn cái này hay là cái này hay là tùy theo của mình rồi Jimmy sẽ chọn cái này xong nó nói là what industry do you work in thì bây giờ đó để Jimmy coi coi uh, các bạn đừng có chọn cryptocurrency nha mình chọn những cái nghề bình thường thôi đó mình cứ chọn những cái nghề nào mà liên quan tới của cái phần mình thì đối với chị mì đó thì bây giờ chị mì có thể chọn là financial service non crypto giả sử là như vậy đi thì cái cái phần này là mình muốn chọn cái nào cũng được nói chung nó cũng không nó cũng không có quan trọng như mấy ok thì đối với các bạn các bạn có thể chọn cái nào mà phù hợp ok rồi thì nó nói là chị mì là you are verified nè ok bây giờ mình có thể bỏ cái phần payment của mình vào trong đây được thì, thì bây giờ chị mì sẽ bấm cái chữ gọi là Add a payment method nha hay là mình skip cũng được không sao thì cái phần này các bạn lưu ý đó Là mình sẽ làm điều gì Là mình sẽ connect cái nhà băng của mình vào trong đây luôn Để mình có thể đầu tư về cái phần crypto nha các bạn nha Ok Ví dụ sau này khi mà các bạn mua vô bán ga đó Hay là các bạn muốn deposit tiền vào Thì mình phải qua cái phần này Thì các bạn sẵn phần này thì mình connect vào luôn Ok connect vào trong đây Continue Sau đó mình chọn cái nhà băng mình Chase hay là băng America Ok Bank America giả sử như vậy sau đó các bạn bấm chữ gọi là continue nha các bạn nha. Còn thằng chay thì mình chọn thằng chay Rồi bấm chữ continue. Sau đó các bạn bỏ username và password và bấm chữ submit. Thì cái phần này là Jimmy sẽ không có đi qua được rồi. Thì làm xong cái phần này bấm chữ submit là ok. Ok. Khi mà các bạn bỏ cái cái username và password vào đó nó sẽ qua cái màn hình là nó sẽ nói là request authorization code đó, là mình là nó sẽ gửi cho mình qua cái text message của mình. Hay là hay là nó gọi cho mình thì mình request là gửi qua text message đó sau đó mình bỏ cái xong mình bấm chữ gọi là send code qua cái màn hình số 2 nó bấm chữ gọi là send code thì lúc đó là nó sẽ ra cái màn hình nó gọi là authorization code là mình bỏ cái khúc đó vào là nó sẽ gửi cái khúc đó qua cái 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 cái, cái, cái phone của mình đó xong bấm chữ submit cái là là mình xong bấm cái submit cái sao là là mình bấm chữ gọi là share data cái phần đó nó giống như cái cái này các bạn là là nó ra sau khi cái phần đó xong đó là là nó qua cái màn hình kế tiếp là các bạn phải cần bỏ ví dụ như là chọn cái thắt message. xịt sau đó các bạn bấm chữ gọi là send code sau đó nó sẽ qua cái màn hình kế tiếp nữa đó là cái màn hình này là các bạn sẽ bỏ cái khúc á, mà nó gửi tới từ cái cell phone của mình á mình sẽ bỏ cái khúc đó vào trong cái phần gọi là authorization chỗ này sau đó bấm chữ Submit. Khi Submit xong cái phần đó rồi đó, thì các bạn sẽ thấy nè, giống như cái này nè, thấy không? Đó, bỏ khúc vào, bấm chữ Submit. Thì sau khi cái phần đó xong rồi đó, các bạn sẽ thấy được á. là nó sẽ qua cái màn hình này. Là các bạn sẽ bấm chữ gọi là Share My Data. Share My Data là cho cái thằng Colby đó, nó có quyền, là, là là là, nó connect vô cái nhà băng của mình bấm chữ xem đây đà đó chứ bấm cancel là, là là, là xong luôn đó cho nên nó có nhiều người nói là là connect không được á tại vì họ không bấm chữ xe c đà phải bấm chữ gọi là xe đây đà nha phải bắt buộc cái phần đó sau đó, đó, nó sẽ ra cái phần này là success là khao mình lên rồi ok lưu ý cái phần này thì bây giờ chị mình sẽ trở lại cái phần Coinbase bay thì chị mình sẽ bấm chữ gọi là cancel chỗ này tại vì um chị mình sẽ không có link vào các bạn thấy đó là nó nói là verification was unsuccessful tại vì lý do là chị mình không có connect nhà ba ngô và chị mình vào nếu mà chị bị connect vào hồi nãy đó nó sẽ để là successful nha các bạn nha ok bây giờ bấm chữ gọi là go back bấm chữ skip ok rồi thì bây giờ các bạn thấy đó là các bạn đã vô trong cái tài khoản này rồi đúng không ok vô trong tài khoản này rồi thì bây giờ cái kế tiếp các bạn cần phải làm đó để chứ navigate thì các bạn sẽ thấy nè ở dưới đây là home ở đây là my asset ở đây là trade ở đây là pay thì ở home á là các bạn sẽ thấy được á mọi thứ trong đây hết tất cả mọi thứ trong đây ok và my asset là sau này các bạn sẽ thấy được á là những cái đồng cô nào các bạn mua nó sẽ hiện ngay chỗ này ok còn trade đó là mình click vào trong đây là mình muốn mua những cái đồng cô nào thì nó sẽ hiện ra ok còn ở trên đây đó là ví dụ như là mình muốn trade bình thường. Còn cái này là advance. Sau này chị mình sẽ chỉ advance cho cho mọi người là mình coi chọt và có nhiều thứ. Nhưng mà bây giờ mình tập trung cái phần trade symbol trước đi. Ok. Tập trung cái 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 phần symbol trước. Và ở đây là pay. Pay là mình trả tiền, mình gửi tiền bằng cái phần crypto của mình như thế nào. Thì cái phần đó lát nữa chị sẽ chỉ luôn cái phần đó luôn ok và các bạn thấy không là đây là mình, mình có thể là gửi tiền của mình vào nè. Direct là direct deposit tiền vào nè mình gửi đi nè thì bấm ngay chỗ pay đó hiện ra ok còn ở đây thì các bạn không cần phải lưu ý tới là web, web t. là mình mình lên trên sàn mình mình coi những cái nft của mình nói chung là nhiều thứ khác thì cái này chị sẽ nói sau bây giờ cái phần mà các bạn quan tâm đó là làm sao mình bảo mật tài khoản của mình trước cái phần này là phần quan trọng nè ok bây giờ mình trở lại thì các bạn click vào trong đây chính dấu này nè. Các bạn click vào trong cái dấu này. Sau đó click vào trong đây. Xong rồi kéo xuống dưới đây. Change security setting. Click gọi là manage setting chỗ này hoặc là dismiss. Xong rồi kéo xuống dưới. Các bạn thấy không? Two step factor nè, đó đó, cái chỗ này nè. Two step verification factor. Là bây giờ mình coi thằng Coinbase nó có gì. Thứ nhất nè, là nó phải cần có cái số phone của các bạn nè để ví dụ như là có ai mà ăn cắp ăn trộm nè nó phải cần gửi cái 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 phone cho cho qua để verify nè số 2 các bạn thấy không là các bạn phải cần có là when you sign into Coinbase website you will receive a push notification to your Coinbase app on your mobile device to approve your login ok là có nghĩa là sau này đó nếu mà có ai mà login vô cái tài khoản của quý anh chị trên cái phần website thì họ sẽ vô không được, nó phải cần có cái sự gọi là đồng ý của anh chị trong cái phần phone này, ok, rồi, thì các bạn nhớ turn on cái phần này nha để nó có sự bảo mật, còn nếu ai mà không muốn đó thì turn off thôi nhưng mà sau này á là nếu mà ai mà log in vô thì nó sẽ gửi qua cái phần phone thì cũng được nhưng mà cái này là có hai cái sự bảo mật luôn thì rất là an toàn thằng Coinbase nó mới nó mới add cái này vào hồi xưa nó không có, ok, turn on cái phần này, rồi thì cái phần số 3 đó các bạn thấy không? Là cái này nè. Thấy chưa? Google Authenticator nè. Ok. Thì nếu mà các bạn làm hai cái phần này á, là cũng đã bảo mật rồi. Nhưng mà các bạn có thêm cái phần này nữa. Là các bạn làm theo chi mì nha. Click on select. Select ngay chỗ này. Đó. Sau đó là enter two-step verification code we text to your phone. Thì bây giờ là họ đang thách cái vào trong cái phone của Jimmy. Ok. Thì bây giờ các bạn nhớ nha. Là gửi cái SMS để coi cái phone. Để Jimmy bỏ vào. Để Jimmy chút. Jimmy lấy cái SMS. Rồi. Xong bấm chữ, bấm chữ gọi là confirm. Thì các bạn thấy không? Thì các bạn sẽ có được cái khúc này nè. Đây là cái khúc mà Jimmy nói hồi nãy nè. Đây là cái khúc mà mình cần phải scan. Các bạn lưu ý nha. Jimmy sẽ screenshot cái phần này xuống chụp hình cái phần này lại thì bây giờ các bạn nhớ đó là các bạn phải screenshot cái phần này xuống thì nó nói này install the Google Authenticator on your mobile device if you don't have one scan QR code with the authenticator or tap it in the mobile browser 1. Authenticate and enable Thì cái mà các bạn cần phải làm đó Là các bạn nhớ cái app hồi nãy không Là cái app mà hồi nãy đó Là Jimmy á Có làm cái app này các bạn thấy không Thì các bạn click vào cái dấu cộng này nè Đó Thì các bạn phải lấy Cái QR code này nè các bạn Các bạn đi tìm Cái QR code hồi nãy đó Các bạn scan Các bạn hiểu không Đó Thì là một á là các bạn á phải trở lại cái con bay này để các bạn á, lấy một cái phone khác các bạn chụp cái này đúng không? xong rồi các bạn mới dùng cái phone này để scan còn hai là các bạn phải screenshot này gửi vô trong telegram hay là gửi vô messenger của của các bạn nói chung là các bạn phải làm thế nào để lấy cái qr code này để scan các bạn hiểu chưa? thì á, đối với chị mì đó cái cách mà dễ nhất á, là chị mì sẽ screenshot cái này và chị mì gửi vô trong cái phần facebook của chị mì hay là gửi vô trong cái telegram của chị mì, ok? thì bây giờ chị mì cũng đã scan luôn cái phần khúc này rồi hay là hay là chị mì gửi qua thắc mắc của chị mì nói chung là cái cái phương án này là là một phương án rất là đơn giản đúng không mình chụp tấm hình của mình thôi hay là hay là nhờ con của mình hay là giờ ai đó mình, screenshot mình gửi vô telegram của mình gửi vô messenger của mình gửi vô facebook của mình để mình có được cái này sau đó bắt đầu mình trở lại cái phone của mình thì bây giờ chị mì làm xong cái công đoạn này rồi thì cái next step đó bây giờ các bạn thấy đó là hồi nãy đó là Jimmy đã lấy cái 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 phone khác đúng không? Jimmy chụp cái tấm hình này hay là Jimmy đã screenshot cái này và Jimmy gửi qua cái phone kia chị Jimmy nói giả sử như vậy. Thì bây giờ Jimmy chỉ cần á mở cái màn hình này ra, các bạn thấy không? cái màn hình này của Jimmy nè. Và Jimmy bấm chỉ gọi là scan a QR code, các bạn thấy không? đó, OK, done. là Jimmy đã scan cái QR code đó, bây giờ nó hiện ra cái số các bạn thấy không? là 778589. Jimmy lấy cái tay của Jimmy nè, Jimmy chọt vào. Ok. Mà chỉ mình trả lại chỗ này, paste vào. Và sau đó bấm chữ gọi là enable. You are successful enable authenticator. Các bạn thấy không? Là xong cái phần này. Thì bây giờ các bạn thấy nè, mượn tượng nè. Thì đầu tiên đó là mình đã bảo mật cái gì rồi? Mình đã bảo mật cái phần số phone của mình thấy không? Là khi bà log in sau này một cái người lạ nó phải gửi qua số phone cho mình. Bây giờ mình có luôn cái phần gọi là Google Authenticator là ok rồi, thấy không? Bây giờ chim mì á vào trong codeby.com. Sau đó các bạn thử log in là biết được liền nè. Bấm chữ gọi là sign in nè, dùng bằng cái email của chim mì, cái này là chim mì dùng trên cái phần laptop nha, chứ chứ phone thì mà không cần. Continue. Thì bây giờ nó sẽ hỏi cái password của jimmy mì. Continue. Thấy không các bạn thấy không? Bây giờ chim mì vào không được. Là nó phải hỏi cái Google Authenticator của jimmy mì. Đúng không? Thì cái Google Authenticator là cái gì? Là cái mà Chimmy vừa mới download nó nằm ở trong cái Google Authenticator app của Chimmy thấy không Đó Xong nó hỏi Chimmy là có trust cái này hay không Các bạn thấy không Là if you choose to trust this là nó sẽ không hỏi Chimmy trong 30 ngày thì Chimmy nói trust Ok Xong nó nói là We don't recognize this device From the email we just sent Là bây giờ nó muốn confirm lại thêm một lần nữa là có đúng hay không Tại vì sao đây là cái computer mới đây là cái tài khoản mới cho nên nó nó, nó muốn nó muốn confirm qua cái email luôn thấy không là rất là bảo mật nó sẽ gửi cho cho mình một cái email là chỉ mình phải click vào confirm this device rồi your device is confirmed. các bạn thấy không thì bây giờ đó chị mình đã log in được trong cái tài khoản này rồi các bạn thấy không ok rồi xong hết tất cả mọi thứ rồi verify đâu vào đó thì bây giờ hiện tại các bạn thấy đó là mình đã tạo xong tài khoản của Coinbase rồi đúng không? Và bây giờ đó là mình á, là cũng đã bảo mật tài khoản rồi. Và cái điều mà mình mình làm đó là hồi nãy Jimmy cũng show các bạn luôn làm sao là mình bỏ tiền vào đúng không? Thì bằng cách là mình vào trong cái dấu ba dấu chấm ở trên đây. Và sau đó các bạn thấy không? Làm bấm chữ gọi là Add Cash nè. Add Cash. Bỏ tiền vào Add Cash. thì bây giờ là mình phải chọn cái payment đúng không? Add payment method thì nó cũng sẽ ra y chang hồi nãy đó, các bạn thấy không? Rồi, nó connect nhà băng của mình vào trong đây. Thì đơn giản là như vậy thôi. Các bạn connect cái nhà băng của các bạn vào trong đây. Ok. Ở trong đây các bạn thấy đó là nó có một vài cái method cho các bạn nữa các bạn thấy không? Là bỏ tiền từ trong nhà băng của mình trực tiếp nè. Sau đó mình có thể wire transfer thì các bạn muốn thấy được cái method này đó, nó sẽ nằm chỗ này nè. Khi mà các bạn á là bấm cái chữ gọi là add card á sau khi các bạn bỏ cái 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 chữ gọi là app payment vào đó là mình connect cái nhà băng chính của mình vào trong đó rồi đó cái đó là là cái cái, cái cách mà chị mình nghĩ là đơn giản nhất và tiện lợi nhất đó là connect nhà băng của mình vào trong đây để mình đầu tư mà nếu mà các bạn connect xong rồi đó thì tự động nó sẽ hiện lên á cái option này cho các bạn nó gọi là try another method hay là sau khi các bạn connect xong đó thì tự động nó sẽ hiện lên cái method cho các bạn là thí dụ như thế này thí dụ như là đầu tiên là mình connect nhà băng của mình Thứ hai là mình wire transfer. Wire transfer có nghĩa là gì? Là ví dụ như là giả sử chị mày nha. Ví dụ như chị mày muốn gửi 50.000 đô la vào trong Coinbase. Hay là 30.000 đô la vào trong Coinbase chị mày không muốn connect với băng vào, chị mày muốn đi ra đi ra đi ra ngoài nhà băng hay là chị mày muốn lên online banking ở trên mạng đó, chị mày gửi cái tiền trực tiếp vô trong cái phần Coinbase. Thì thường thường á trên online banking thì nó sẽ hỏi là người nào là chị mày muốn gửi tới. Sau đó là thông tin recipient address là cái gì? account number là của họ là gì, brown number là gì và chị mày bỏ những thông tin này vào. Nó sẽ có cái lợi thế gì? Ví dụ như là chị mày đưa điện hình cụ thể nè, trước đây chị mày có gửi ví dụ như là à um, 50.000 đô qua bên cái thằng crypto app. Sau đó chị mình cũng gửi gần như là cả trăm ngàn đô vô trong cái thằng Coinbase. Thì bây giờ mình connect gọi là cái phần gọi là ACS đó, nó nó cho mình gửi 10.000 đô thôi, ít quá cho nên là mỗi ngày nó cho mình gửi mỗi gửi mười ngàn đô thôi nhưng mà hồi xưa đó khi mà chị mình muốn quăng vô 50.000 đô liền luôn đó thì nó sẽ tốn cái thời gian phải chừng 5 ngày nó mới vào được và cái đó nó cắt gối quá chị mình muốn vô trên online banking gửi một số tiền quăng vô cái là khoảng chừng 5.000, chục ngàn đô thì nó phải cần thông tin này và cái lợi thế của cái này là như thế này thí dụ như là chị mình không muốn trading ở trong cái cái, cái thằng thằng coinbase mua vô bán ra giả sử là nó tốn cái phí nhiều Tại vì 50 ngàn đô thì cái nói chung là cái phí của nó nó cũng có cái phần trong đó. Thì chị mày muốn gỡ vô thằng Coinbase 50 ngàn đô bằng cái phần gọi là wire. Thì cái lợi thế của cái wire chị mày sẽ nói chậm phần này nè, cái lợi thế của cái wire đó là tiền nó vô tài khoản của mình liền luôn. Nó chỉ tốn khoảng chừng 10 đô la thôi, 10 đô la. Nhưng mà cái tiền đó đó chứ mày có thể vận dụng cái tiền đó chị mày gửi qua Binance tại Việt Nam trong một trong ngày luôn. Thật ra mình có thể dùng cái tiền đó chị mình gửi qua crypto app, chim có thể gửi bất cứ đi đâu cũng được hết luôn, rất là tiện lợi. Thí dụ nha, bây giờ chị Tuyết ở Việt Nam hay là chị tiết chị Tuyết ở bên Philippines hay là thậm chí chị Tuyết uh, ở bên tiểu bang của chị đi. Bây giờ em muốn gửi tiền cho chị bằng crypto 30.000 đô, em sẽ gửi cho chị không được. Nếu mà em deposit bằng cái dạng uh, cái dạng này nè. Bank account đó. Em chỉ gửi vô 10.000 đô la thì cái tiền của em em sẽ gửi cho chị không ngay, ngay, lập tức không được nó phải tốn 5 cho đến 7 ngày để cái tiền của em nó clear trong cái tài khoản đó chị hiểu nó không có nghĩa là tiền của em nó có nhưng mà em xài không có được em chỉ mua đồng côn em gửi cho chị không được thì nó phải tốn 5 cho đến 7 ngày để clear nhưng mà cái lợi thế của thằng qua là chị gỡ vô ngay lập tức 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn Em có thể dùng cái số tiền đó Và em sẽ gửi cho chị Tuyết Gửi cho chị Jennifer Gửi cho bất cứ ai Trong tích tắc một ngày vẫn được Và em có thể gửi đi bất cứ đâu trên toàn thế giới cũng được thì tại sao em làm cái điều này? Nếu mà sau này đó các bạn muốn gửi một số tiền lớn mà muốn dùng cái tiền đó để đầu tư trong ngày luôn hay là gửi cho người khác đó thì thật sự ra đó mình dùng cái wire transfer sẽ tiện lợi hơn. Thí dụ như là Cindy, bây giờ anh muốn em gửi cho anh 30 ngàn đô thì bây giờ không thể nào đó mà em gửi vô bằng bank account vô trong đây mà em gửi 30 ngàn đô bằng từ crypto cho anh được tại vì em phải đợi 5 cho đến 7 ngày để cái tiền đó nó clear nhưng mà khi em khi em transfer bằng wire á, là tiền của em có ngay trực tiếp trong nhà băng đó trong cái thằng Coinbase và em có thể gửi tiền cho anh ngay lập tức được luôn đó thì cái đó là cái sự khác biệt ok direct deposit chỗ này là cái phần này là phần mới của thằng Coinbase hồi xưa nó không có thì để chị mình coi là cái phần gì đây ok những cái phần này của nó cũng là rất là tiện lợi đó direct deposit uh, very tiện lợi luôn để Jimmy accept cái phần này luôn. Please complete this Ok. Chị mày nghĩ đó là cái phần mà gọi là direct deposit này đó là một cái phần rất là tuyệt vời. Là mục đích của cái này đó là thí dụ như là sau này mà ai làm ở hạng hay là ai làm ở ở đâu đó ví dụ như là um, chị Jennifer là nhân sự của em và em muốn gửi tiền trực tiếp cho chị 2.000, 3.000 mỗi tháng mà em không cần phải gửi nhà băng của chị nhưng mà em có thể gửi trực tiếp vô tiền vô trong cái bay của chị luôn thì cái này gọi là direct deposit có nhiều người nhân nhân sự đó họ không muốn gửi cho nhà băng nhưng mà họ muốn gửi trực tiếp vào bay thì cái này gọi là direct deposit thì bây giờ giả sử uh, chị Tuyết muốn gửi 10.000 đô la mà chị không cần phải quay rồi nhưng mà chị nói là ok thôi đi đi ra nhà băng để mình deposit tiền vô trong 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 nhà băng của thằng Coinbase bay đi chị có thể ra nhà băng lấy 10.000 đô la của chị đúng không chị lấy thông tin của thằng Coinbase này mà nó đưa cho chị nè chị thấy không lát nữa chị bấm chữ get store chị follow instruction chị gửi id cho nó đâu vào đó hết nó confirm là đúng chị chỉ là chỉ là chị tuyết sau đó chị ra nhà băng chị lấy cái account của thằng thằng con đó chị gửi cho nó 10.000 đô la thì nó sẽ vào trong đây nhưng mà em nghĩ cái cách đơn giản nhất bây giờ cho mọi người đó là dùng bằng cái bank account hoặc là wire transfer thôi, hai cái đó là cái là cái tiện và cái số 3 là cái này cũng được. Ok.